Chúa theo Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến 21. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều thứ được mạo danh là tình yêu, nhưng thật ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là lạm dụng, là lừa đảo. Chẳng hạn, sống thử trước hôn nhân, chiếm đoạt thân xác, hay khi nhân danh tình yêu nhưng chỉ nhắm đến của cải. Là Kitô hữu, chúng ta cần loại trừ thứ yêu ấy, chỉ tìm kiếm tình yêu đích thực mà thôi. Qua lời Chúa Giêsu mà Thánh Gioan ghi nhận trong Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Ta thấy tình yêu đích thực phải có hai yếu tố. Tình yêu đích thực là tình yêu trao hiến. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một. Không phải Thiên Chúa trao tặng một cành hoa, một món quà, mà là trao hiến chính Con một của Ngài. Ngài không trao cái gì ở ngoài mình, nhưng trao dâng cái quý giá nhất, thân thiết nhất, cao cả nhất của lòng mình. Đó là trao dâng người con duy nhất của mình. Qua việc hiến tặng chính người con duy nhất, cũng chính là nguồn tình yêu duy nhất của mình, nguồn tình yêu không thể thiếu được. Thiên Chúa đã hiến tặng chính mình. Thiên Chúa chấp nhận để con mình phải chết cho nhân loại được sống. Ngài trao cho chúng ta một tình yêu đích thực, một tình yêu tận hiến đến cùng, không hề giữ lại cho riêng mình. Tình yêu đích thực là tình yêu chia sẻ. Ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa là đấng vĩnh cửu. Thiên Chúa trao ban tình yêu là chính người con duy nhất của Ngài, thì cùng với tình yêu ấy, Thiên Chúa chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài để đưa ta vào hưởng nếm chính sự sống của Ngài. Tình yêu chia sẻ ấy làm cho ta khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Bởi Chúa là tình yêu, một tình yêu đích thực làm kiểu mẫu cho tình yêu của chúng ta. Vì thế, ta hãy bắt chước Chúa mà yêu nhau chân thật bằng một tình yêu trao hiến và biết chia sẻ. Trao hiến và chia sẻ nghĩa là chúng ta dám hy sinh chính mình, hy sinh tất cả thời giờ, sức lực, tiền của, để mọi người quanh ta, nhất là những anh chị em bất hạnh, có một cuộc sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Lạy Chúa, giữa một thế giới nghèo nàn tình yêu, xin cho chúng con là những Kitô hữu biết yêu như Chúa, để chúng con biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi
và khiêm nhường nhận lãnh. Amen.